một với lại sau lục thanh ở cái này ngô quốc quân thì một nó cũng cái dạng là giống như là lục thanh vậy. Một là nam nó đông rồi nó đuổi cái ba cái mạng cưa ra đúng không? Ừ thì nó giống như là con sâu lục thanh là thằng mô bên con này vậy, thằng họ ngô quốc quân này vậy. Ngô quốc quân thằng này sinh học không? Go tiếng Anh có nghĩa là cái gì? Good one không một lần tốt bây giờ đây nè go con nè sau lục thanh nè sau lục thanh quý vị thấy không đối với mấy cây mai mấy ông nội trồng mai là sợ cái này nhất nè đúng không anh vô cái là chết cây à cây ăn trái cũng vậy mà nhiều khi các chị thấy đâu có thấy cái lỗ đó đâu rong rêu rồi nó đóng đúng không mà con thấy cái rổ nữa các chị mà bơm cái thuốc ba cái thuốc sâu đập cái vô các chị lép chích bơm vô nó đâu có chết trời ơi nó đâu có vô đường thẳng đâu nó đi giống như địa đạo Củ Chi vậy anh vô cái anh xuống bị cái chết của trẻ ra tôi thấy nghe anh xuống cái anh gì quạt trái anh người trái cái anh chui lên cái đâm vào phải cứ thế chừng nào vô tới cái lõi cây chết ngắt thành thử ra mình bơm vô sao chết còn phun cái ông nội này ông đi theo không khí, anh di khuẩn mà con sâu phải thở chứ, phải hít thở đúng không? Hít thở dính thuốc chặt chừng 24 tiếng đồng hồ, anh nổi mụn ung nổi nhỏ, anh lỡ lét anh chết, trẻ ra thấy anh chết rõ ràng mà, không sự con cây chứ mình biết cái lỗ ra đâu thật. Thì cái này là nó đi theo không khí chứ như mình không thấy cái lỗ nhiều khi râm riêu rồi nó bắt mình không có thấy được bây giờ phun toàn bộ thân lá luôn nó ngừa những con sâu khác như là sâu dẻ bùa nè sâu cuốn lá nè sâu uốn mà mấy cái cây sứ á trời ơi bằng móng tay cái vậy nè như con đuông dừa nè em trời ơi con đuông dừa cũng sâu đột thân nè anh chui vô thân gần đó anh lên anh chơi củ hủ là tiêu cái dừa đó liền mà thôi mấy cha nào mà bán củ hủ dừa thì thôi đừng thôn bán con đuông dừa đó trời giờ tôi thấy nó bán xa lộ bán đuông dừa thì mấy cha nào mà nuôi đuông á thì thôi đừng chơi này nghe để cho nó tàn phá cái dừa mình đi rồi mình lấy con đuông đó mình bán hy sinh cây dừa lấy đuông sướng hơn thì cái gô bất quân này nó rất là hay các loại sâu sâu rộn sâu bướm sâu gì phun một phát đi không có phun hai lần nha một lần thôi sinh học là nó như thế không mùi gì hết không đập không gì hết các chị lưu ý màu xanh nè thấy chưa gô bất quân